Rất nhiều người đã hỏi tôi câu hỏi này ngoài đời, hỏi là khi lên đấy thì có được chuẩn bị, có kết bạn hay không, có phải học thuộc lời hay không, có biết trước là ai startup hay không. Thì xin thưa là với cá nhân tôi chỉ biết được khi mà cánh cửa mở ra. Thì nếu mà như vậy, nhìn sắc tay với chương trình giải trí cũng được, không sao cả. Bởi vì tôi nghĩ rằng là việc đưa những kiến thức truyền bá kiến thức kinh doanh thông qua đường con đường giải trí cũng biết đâu đấy cũng lại là con đường rất là dễ vào, rất là dễ tiêu hóa, đúng không? Thực sự là khi mà tôi tham gia Shark Tank mùa trước ấy, tôi phải chia sẻ thật là suy nghĩ của tôi là tôi nghĩ là cái chương trình này có lẽ là cái hàm lượng về show nó sẽ nhiều hơn về thực tế. Đấy là tâm thế khi tôi tham gia, nhưng mà đối với tôi thì ok, tôi vẫn tham gia. Nhưng mà thực sự là sau khi tham gia một mùa thì tôi thấy nó nghiêm túc rất nhiều hơn tôi tưởng. Cái vấn đề của nhà sản xuất của chúng tôi là không biết là 20% đấy là ai cho đến khi họ lên show, mà lên show xong cũng chưa biết, cho đến lúc đi mới biết. Thành ra là chúng ta cũng phải chấp nhận, tôi coi như là đãi cát tìm vàng, tôi thấy cái tỷ lệ thì nó đã đủ tốt rồi. Chương trình này là một chương trình thực tế, và nếu như mà các bạn gọi là đây là một cái game show thì chắc chắn là nhà sản xuất sẽ không vui rồi. Chương trình thực tế, và rất nhiều người đã hỏi tôi câu hỏi này ngoài đời, hỏi là khi lên đấy thì có được chuẩn bị, có kết bạn hay không, có phải học thuộc lời hay không, có biết trước là ai startup hay không. Thì xin thưa là với cá nhân tôi chỉ biết được khi mà cánh cửa mở ra, tôi không biết trước. Thậm chí là các start còn ngồi đoán với nhau, đúng không, khi người ta trưng bày cái sản phẩm mẫu lên một cái khay, một cái bàn hay là một cái gì đó, thì bắt đầu ngồi đoán với nhau xem là ông này cũng làm về cái gì. Thậm chí là đoán như thế, hoặc là có những startup xuất hiện xong rồi hát một bài hát cũng phải đoán xem là ông này ông sẽ bán cái gì để sau cái bài hát này, kiểu như thế. Hoàn toàn không biết, không hoàn toàn không sắp đặt. Và tất cả những cái câu nói, những lời nói trên đó là đôi khi là nó bộc phát với các sắc, nó là một sự tại cái khoảnh khắc đó. Đấy, cho nên là cái tính chất thực tế nó rất cao. Và tôi khẳng định cái điều đó với cái tư cách là sắc, và cũng là một sắc ngồi khá lâu trên truyền hình. Thế còn tôi nghĩ là trong cả Việt Nam chúng ta hiện nay có hơn 800.000 doanh nghiệp trên tổng số 100 triệu dân. Đúng không? Thì chúng ta biết được cái tỷ lệ những người coi cái việc kinh doanh và trở thành chủ doanh nghiệp là chiếm một tỷ lệ vô cùng nhỏ. Và tôi tin rằng những người làm kinh doanh thì họ nhìn thấy trong chương trình Shark Tank nó là bài học, nó là kinh nghiệm, nó là sự chia, nó là sự thông cảm, và nó có cả những cái sự động viên cổ vũ khích lệ lẫn nhau trong cộng đồng doanh nhân khởi nghiệp cũng như là doanh nhân kỳ cựu chúng tôi. Thế còn những người không làm chủ doanh nghiệp, không làm doanh nhân, thì có thể họ nhìn thấy đó như là một cái sự vui vui, và chúng tôi đọc thấy điều đó trên mạng xã hội hết. Thậm chí là có một startup nào đó mà bị kiểu như các sắc mắng mỏ thì mọi người vỗ tay rất to. Kiểu như là họ nhìn ở góc độ là một cái giải trí. Tôi nghĩ là cái chuyện đó là hết sức bình thường với bất kỳ một cái chương trình nào, do cái góc nhìn của cái người khán giả đó mà thôi. Đó là ý kiến của tôi. Tôi xin hai bổ sung thêm một chút thôi, là hãy nhìn cái giá trị của chương trình Shark Tank ở dưới góc độ kiến thức. Bởi vì mỗi một câu chuyện một startup lên nói chuyện với khách và được phản biện, chia sẻ, trao đổi thì đều có thể là hình mẫu cho hàng vạn startup khác trong cùng cái ngành đó. Những cái kiến thức, những kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà các startup chia sẻ với startup và trao đổi qua lại, nó sẽ được lan tỏa qua truyền hình đến hàng triệu người. Và những kiến thức, những bài học, những thất bại đó có thể làm đổi đời một ai đó khác ở bên ngoài xã hội. Thì hãy nhìn kiến thức của Shark Tank được lan tỏa đến cộng đồng theo con đường đó. Thì nếu mà như vậy, nhìn Shark Tank với chương trình giải trí cũng được, không sao cả. Bởi vì tôi nghĩ rằng là việc đưa những kiến thức truyền bá kiến thức kinh doanh thông qua con đường giải trí cũng biết đâu đấy cũng lại là con đường rất là dễ vào, rất là dễ tiêu hóa, đúng không ạ? Tôi chắc là phải xin. Tôi xin phép có câu hỏi câu. Em phải bay chương trình để em nôn nóng lắm, tại vì em xin lỗi mọi người em nói hơi nhiều, mà tại vì em thấy cái ý này nó quan trọng. Thực sự là khi mà tôi tham gia Shark Tank mùa trước ấy, tôi phải chia sẻ thật là suy nghĩ của tôi là tôi nghĩ là cái chương trình này có lẽ là cái hàm lượng về show nó sẽ nhiều hơn về thực tế. Đấy là tâm thế khi tôi tham gia, nhưng mà đối với tôi thì ok, tôi vẫn tham gia. Nhưng mà thực sự là sau khi tham gia một mùa thì tôi thấy nó nghiêm túc rất nhiều hơn tôi tưởng. Và tôi đã phải điều chỉnh lại tâm thế luôn, và ngay sau một vài cái thời gian ngắn quay chương trình mùa trước. Và đến mùa này thì tôi đã có một cái tâm thế khác hoàn toàn.
Thì đấy là cái vấn đề mà có nghĩa là xã hội đang nhìn nhận phần nào là đang không công bằng với show của Shark Tank. Thực sự là như vậy. Tôi thấy được những cái nỗ lực và những cái giá trị thật và những cái sự nghiêm túc đằng sau tất cả mọi việc, cũng như là những cái gì mà startup đang làm. Và nếu mà có phải để một con số phần trăm để cho mọi người hình dung dựa trên những gì tôi đã trải qua, thì tôi nghĩ là cái góc độ giải trí rồi show các thứ này kia nó chỉ khoảng 10%, còn lại 90% nó là sự nghiêm túc trong kinh doanh, trong phân tích bài bản và những câu chuyện xương máu thực sự của những người làm kinh doanh. Thực sự là như vậy. Và nếu mà số lượng những startup lên để gọi là đánh bóng tên tuổi rồi thuần túy chỉ là để PR ấy, thì đâu đấy tôi nghĩ là tỷ lệ khoảng 20%, còn lại 80% là nghiêm túc thực sự. Nhưng cái vấn đề của nhà sản xuất của chúng tôi là không biết là 20% đấy là ai cho đến khi họ lên show, mà lên show xong cũng chưa biết, cho đến lúc đi mới biết. Thành ra là chúng ta cũng phải chấp nhận, tôi coi như là đãi cát tìm vàng. Tôi thấy cái tỷ lệ thì nó đã đủ tốt rồi. Vậy thì rất là hy vọng là cộng đồng và công chúng có cái nhìn đúng đắn hơn về Shark Tank, và chúng tôi sẽ nỗ lực mỗi ngày để làm điều đó. Bảo vệ luận án tiến sĩ về innovation, Mỹ Anh không đến Shark Tank để chơi. Mỹ Anh làm việc rất là nghiêm túc và Lê Hạnh có thể nhìn thấy điều đó và mời Mỹ Anh làm Shark năm nay. Thì đang tìm kiếm và giúp cho các bạn trẻ làm đúng và làm hay, đúng làm sản phẩm đúng và làm sản phẩm hay thì innovation, và để điều đó mới giúp các bạn không rơi vào thung lũng chết trong innovation trong startup. Thank you. Tôi cũng xin có một lời. Trước hết là cảm ơn câu hỏi rất là thẳng thắn từ bạn nhà báo của Diễn đàn Doanh nghiệp. Thì tôi cũng cảm ơn các Shark là với cái tiếng nói của người trong cuộc, thì tôi nghĩ là cũng các Shark cũng đã có những cái chia sẻ rất là chân thành và rất là thật, khi mà những cái trải nghiệm thật khi mà tham gia Shark Tank. Thì đối với cả ở góc độ tôi là một nhà sản xuất Shark Tank Việt Nam ấy, thì tôi sẽ suy nghĩ nó tích cực. Thứ nhất ý, nếu như khán giả xem Shark Tank vì giải trí thì tôi cũng thấy đấy là một niềm vui. Quan trọng nhất là nếu các khán giả coi Shark Tank là có hàm lượng về giải trí nha, nhưng mà khán giả có coi hay không mới là điều quan trọng. Nếu như coi khán giả nghĩ rằng Shark Tank là một chương trình mà đem đến nhiều cái hàm lượng về giải trí và không xem thì cái đấy là điều đáng lo ngại. Nhưng nếu khán giả vẫn xem và vẫn cảm thấy thích thú đối với Shark Tank thì tôi thấy nó cũng là một cái tín hiệu tích cực, chứng tỏ là kể chuyện hay là cái format của Shark Tank nó rất là không có căng thẳng, không có khô khan. Khi mà truyền tải đi những cái thương vụ, những cái kiến thức về mặt kinh doanh và đầu tư, thì đối với tôi có cảm thấy dị ứng lắm đối với cả những cụm từ như thế. Thế còn yếu tố thứ hai nữa thì cái này là một cái trải nghiệm thực tế của tôi, là khi mà tôi gặp rất là nhiều các doanh nhân ấy, hay là những người đã từng xem Shark Tank ở bên ngoài, thì cũng hay có một cái nhận định như vậy, tức là Shark Tank thì các Shark lên đây chỉ gọi như là chơi thôi và không đâu đầu tư. Thế nhưng mà tôi nói thật là nếu như mà các nhà đầu tư ấy, mọi người họ cũng rất là ít khi nói được là khi mình tham gia chương trình thì mình có những cái lợi ích gì, dạy gì mà nói, phải không ạ? Như là Shark Bình chẳng hạn, thì ngay cả với những cái thương vụ đầu tư của Shark Bình thì có thể nói là đến bây giờ khi tham gia Shark Tank thì đã thành công 100%, và Shark Bình đã thương vụ thành công gần nhất là Coolmate nhỉ. Thì Shark Bình đã có thể có khả năng được exit với 7x trong vòng khoảng 2 năm. Tức là nếu Shark Bình mà đầu tư 500.000 đô tại Shark Tank thì đến bây giờ thì Shark Bình đã gọi exit được 3.5 triệu rồi. Đấy, nhưng mà hôm nay thì tại vì câu hỏi của bạn cho nên tôi phải xin phép Shark Bình là tôi phải flexing một tí. Thế nên cho nên là các Shark lên Shark Tank thì không phải để chơi đâu, vì tôi nghĩ là thời gian ấy sẽ là một cái tài sản rất là quan trọng của các doanh nhân. Cho nên là chắc chắn là các Shark sẽ phải có được những cái lợi ích rất là thực tế từ các cái thương vụ khi mà ngồi ở ghế của Shark Tank. Thế đấy là điều thứ hai. Bằng điều thứ ba nữa thì tôi cũng nhận thấy một điều là khán giả cũng nói là có một số các startup mà khi lên Shark Tank thì làm truyền thông thôi cho vui, hay là ví dụ như là bạn bán bún thì có cái gì đâu mà cũng đổi mới sáng tạo mà đi lên Shark Tank. Thế nhưng mà tôi cũng xin phép được thưa rằng là ở Shark Tank thì có rất là nhiều các cái mô hình và tất cả các startup khác nhau, nhưng mà tuy nhiên thì có một số startup thì lên Shark Tank thì tạo ra một cái hiệu ứng viral rất là tốt, rất là nhiều, và đôi khi thì người khán giả đấy chỉ theo dõi
một vài các cái mô hình hoặc là một vài cái câu chuyện được viral rất là nhiều trên mạng xã hội và chưa dành thực sự nhiều sự quan tâm cho những cái mô hình về công nghệ hay là đổi mới sáng tạo. Quả thật đấy là cái thiệt thòi của các bạn startup khi mà mình startup, mình khởi nghiệp trong cái lĩnh vực về công nghệ hay là đổi mới sáng tạo. Nhưng mà tuy nhiên thì tôi lại nghĩ rằng là nhiều khi là tất cả những cái case viral đó nó lại giúp cho toàn bộ chương trình có được một cái sự thu hút nhiều hơn, sự quan tâm nhiều hơn với khán giả, và khi khán giả càng tìm hiểu thì sẽ càng nhận được nhiều hơn những cái giá trị từ Shark Tank. Casper chỉ một chất men sánh ngàn thành tựu. Thương vụ bạc tỷ Shark Tank Việt Nam trải qua 6 mùa phát sóng đã kết nối và tạo thời cơ cho hàng trăm doanh nhân trẻ khởi nghiệp tìm kiếm cơ hội hiện thực hóa giấc mơ kinh doanh. Những ý tưởng kinh doanh sáng tạo. Một sản phẩm như vậy đã thay đổi cuộc sống của các bạn như thế nào? Có 40 triệu người khuyết tật nhưng chỉ 5% trong số họ đang được tiếp cận với các sản phẩm tương tự. Đây là loại robot có cấu trúc sinh học đều tá. Nó thường được dùng trong công nghiệp gấp thả sắp xếp sản phẩm. Hôm nay em quay trở về đây thành lập Dubbake, làm sao để cho người Việt Nam chúng ta khi ra đường không ai phải đeo cái khẩu trang này nữa. Làm sao để đưa được một người không biết bơi xuống đáy biển và nhìn thấy cái quan cảnh này. Tôi quyết định chuyển hóa đam mê thành sứ mệnh, khôi phục môi trường biển thông qua con đường kinh doanh. Những màn tranh luận kịch tính. Em đang làm một cái thứ thật sự là giống như con dã tràng xe cát. Em nói được em làm được, thậm chí em có thể làm được gấp 2, gấp 3 lần những gì em đã nói. Đấy là em nói, tin thì bọn anh không thể tin được. Tụi em mà hàng tím nó sẽ hãy để cho thị trường trả lời câu hỏi này. Những khoảnh khắc vỡ òa cảm xúc đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt, thu hút hàng triệu khán giả đồng hành cùng Shark Tank Việt Nam. Qua đó, các startups đã tiếp cận 39 triệu người tiêu dùng toàn quốc thông qua sóng truyền hình quốc gia và quảng bá thương hiệu đến hàng chục triệu người dùng trên các nền tảng số. Sau mỗi mùa phát sóng, nhiều startup đã đạt những con số tăng trưởng ấn tượng, tương đương chiến dịch marketing trị giá hàng triệu đô. Thương hiệu Vu Cua đã xuất khẩu hàng tấn cua Cà Mau xâm nhập thị trường Mỹ với 200 điểm bán. Tăng trưởng người dùng, số bán hàng tăng gấp đôi ngay sau một tuần. Tăng trưởng doanh số cũng gần gấp đôi sau một tháng. Là startup đầu tiên nhận tấm vé vàng của mùa 6 từ Shark Min Beta, thương hiệu máy chiếu mini BQ đạt mức tăng trưởng ấn tượng. Doanh số của BQ đã tăng trưởng 250% so với cùng kỳ các năm trước. Và đây thực sự là một con số mà từ trước đến nay BQ chưa bao giờ có. Sau bể cá mập, Blue Sài Gòn được vinh danh tại giải thưởng doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc nhất châu Á SME 100. Showroom chúng tôi sẽ khai trương tại trung tâm Sài Gòn và Hà Nội vào tháng 7 và tháng 12. Quốc tế thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh nước Mỹ, Canada, Úc và Đức. Thương hiệu thời trang nam Coolmed ghi nhận bước nhảy vọt trong doanh thu từ 39 tỷ lên 360 tỷ trong vòng 3 năm, huy động thành công 4,3 triệu đô ngoài bể cá mập. Cộng hưởng từ hiệu ứng của Shark Tank, BH Foods đã thành công kêu gọi 1 triệu đô vốn đầu tư và ký kết hợp đồng đầu tư chỉ sau 1 tháng phát sóng. Hơn 100 bài báo viết về công ty BH Foods, hàng tháng có 1,2 triệu sản phẩm được bán ra, đó là thành công rất là mỹ mãn nhờ tham gia chương trình Shark Tank. Những hiệu ứng tích cực khi xuất hiện trên Shark Tank cũng mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận nguồn vốn từ các nhà đầu tư ngoài bể cá mập cũng như kết nối với các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Hành trình 6 mùa của Shark Tank Việt Nam đã ghi nhận 291 nhà khởi nghiệp lên sóng gọi vốn, 174 thương vụ nhận được đề nghị đầu tư từ các cá mập trên sóng truyền hình, hơn 60 doanh nghiệp được rót vốn trực tiếp từ các nhà đầu tư trong và ngoài bể. Chúng ta muốn trở thành một cá mập, do vậy nên chúng ta phải đi cùng với cá mập. Em đang sẵn sàng chuẩn bị để bùng lên ạ. Shark Tank Việt Nam mùa 7 tiếp tục đồng hành cùng khát vọng khởi nghiệp của các startup Việt. Niềm tự hào của Việt Nam luôn ở đó và mọi sự hỗ trợ luôn ở đó để giúp cho doanh nghiệp của bạn đi xa. Với tinh thần của startup là dám thử và dám làm thì hãy coi rằng đây là cơ hội để chúng ta trình bày về ý tưởng, về sản phẩm của mình tới hàng triệu người xem, chứ không chỉ dành riêng cho các startup. Bể cá mập sẵn sàng chào đón những nhà khởi nghiệp can đảm và bản lĩnh, những nhà kinh doanh thành công nhất cũng đã sẵn sàng đầu tư vào những ý tưởng tốt nhất. Ngay từ bây giờ, hãy sẵn sàng cho những thương vụ bạc tỷ. Shark Tank Việt Nam mùa 7 phát sóng vào lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 năm 2024.